Bây giờ tôi nói đoạn 4 thôi đây, đơn giản nè ha. Trước khi chúng ta đi ăn cơm, nếu quý vị làm cái này không xong, trả cái miệng này không xong, quý vị cứ ấp xà lao đổ ngược lại. Một ngày ăn 3 chén cơm thì đổ ngược lại ăn 2 chén rau trước, ăn 1 chén cơm sau. Đừng có ăn cơm trước, cứ ăn cái rau luộc chín ăn trước đi, ăn thử đi rồi ra ăn cơm tiếp. Ngày mai là quý vị sẽ giải quyết vấn đề được liền. Chứ nó không có cần gì làm nhiều hết, mà là gì mình không biết, cho nên nó rắc rối.